lý do vua Charles yêu cầu công nương Diana không dùng keo chỉ tóc. Công nương Diana từng nghĩ chồng mình không bình thường khi vua Charles lúc bấy giờ là thân vương xứ Wales cấm bà và toàn bộ phụ nữ trong cung điện dùng keo chỉ tóc để bảo vệ môi trường. Trong chương trình Charles Our New King của đài Channel 4, bà Ingrid Stewart, tổng biên tập tạp chí Majesty, kể lại sự việc vua Charles từng yêu cầu người vợ đầu tiên là Diana ngừng sử dụng keo chỉ tóc mà cố công nương yêu thích. Khi còn là thân vương xứ Wales, Charles cấm phụ nữ xịt tóc ở cung điện, kể cả đó là vợ mình. Ông nhận ra các bình xịt có tác động tiêu cực đến tầng ozone. Công nương Diana khá khó hiểu khi chồng mình nghiêm khắc đến mức yêu cầu cô ngừng sử dụng keo xịt tóc. Diana cảm thấy buồn cười khi Charles yêu cầu vợ nên ngừng dùng lọ xịt tóc. Khi được hỏi lý do, ông trả lời các sản phẩm thế này đang tạo ra lỗ hổng trên tầng ozone. Thời điểm đó, bà chỉ biết lắc đầu và nghĩ chồng mình không tỉnh táo, Stewart nói. Nhiều năm qua, vua Charles luôn ý thức về môi trường. Trong buổi phát biểu tại một sự kiện do Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia tổ chức, Charles tin rằng các sản phẩm xịt tóc nói chung gây hại môi trường. Thời điểm đó, các nhà khoa học còn chưa chứng minh được luận điểm này. Do tôi lớn tuổi và chuyên quyền nên cấm sử dụng bình xịt tóc trong nhà, còn lại là ở quý vị, Charles nói. Khi nhắc đến việc làm đẹp của người vợ 27 tuổi, thời điểm đó nhà vua được 36 tuổi, ông nói, giờ đây còn nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm thay thế phù hợp cho keo xịt tóc, nhưng tôi tin các ông chồng ngồi đây sẽ làm được điều đó. Theo Mirror, mái tóc vàng của Diana khiến nhiều người phụ nữ ao ước được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong thời gian sống ở điện Kensington, cô dùng nhiều keo xịt để giữ nếp tóc mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng. David Bailey, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, người từng chụp ảnh cho nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, cho biết mái tóc của Diana rất đáng sợ. Trong cuộc phỏng vấn của Telegraph, Bailey nói tóc của Diana cứng như màn nơ canh do keo xịt tóc. Túi tiền hoàng gia Anh. Nàng dâu mới của hoàng gia Anh có thể giúp mang lại cho nền kinh tế nước này 150 triệu bảng do người tiêu dùng cố bắt chước phong cách của cô. Đám cưới của hoàng tử Harry và nữ diễn viên Hollywood Meghan Markle dự kiến diễn ra trong khuôn viên lâu đài Windsor ở thị trấn cùng tên tại Anh vào ngày 19 tháng 5. Chơi sang. Theo ước tính của Bridesbook, một loại cẩm nang dành cho cô dâu, sự kiện được chờ đợi này sẽ tốn tổng cộng 45,8 triệu USD. Điện Kensington sẽ chi trả toàn bộ chi phí này, dù theo truyền thống chung của Anh, đây là nhiệm vụ của nhà gái. Trong số này, 43 triệu USD được chi cho các biện pháp an ninh để bảo vệ cô dâu chú rể, các thành viên hoàng gia Anh, khách VIP và hàng ngàn người dự khán. Trong đó có chi phí cho các tay súng bắn tỉa, cảnh sát chìm, công nghệ quân sự và máy bay không người lái. Tương tự, chi phí an ninh tốn phần lớn khoản tiền 34 triệu USD dành cho đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton hồi năm 2011. Cô dâu Middleton chỉ phải chi trả cho bộ váy cưới trị giá 6 con số và tân nương Markle cũng sẽ chỉ tốn khoản tiền này. Đám cưới hoàng gia Anh sắp tới không chỉ là kết quả đẹp của một chuyện tình xuyên tại Tây Dương mà có thể còn là dịp thu lợi đối với các nhà thiết kế, người kinh doanh hoa, cửa hàng, bánh và nhà chế tạo mũ, cũng như các doanh nghiệp chẳng mấy liên quan đến chuyện cưới hỏi. Chẳng hạn, công ty thời trang Essos Anh đã tung ra loại áo thun in khuôn mặt của đội uyên ương hoàng gia và hai lá cờ Mỹ Anh. Còn công ty quà tặng Bath & Club Mỹ đưa ra thị trường loại áo tắm một mảnh in khuôn mặt phóng to của cô dâu hoặc chú rể. Nhìn chung, theo hãng tin AP, đám cưới này dự kiến tạo ra được hơn 1 tỷ bảng thông qua các hoạt động kinh tế, trong đó có 300 triệu bảng của ngành du lịch, một phần do nhiều người Mỹ muốn trực tiếp chứng kiến sự kiện thú vị này. Riêng cô dâu khả ái có thể giúp mang lại cho nền kinh tế Anh 150 triệu bảng do người tiêu dùng cố bắt chước phong cách của cô. Nhiều nguồn thu nhập. Khoản chi phí khủng cho lễ cưới nói trên phần nào chứng tỏ khả năng tài chính của hoàng gia Anh. Theo đài CNN, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và thành viên khác trong hoàng tộc có nhiều nguồn thu nhập dù họ không giàu như nhiều người tưởng. Tài sản cá nhân của nữ hoàng Anh hiện vào khoảng 360 triệu bảng, nhưng bà vẫn còn nghèo hơn 320 người khác ở Anh, theo báo Sunday Times. Trong năm tài chính 2016-2017, chính phủ Anh cấp cho nữ hoàng 42,8 triệu bảng Anh được miễn thuế để trang trải chi phí đi lại, an ninh, đội ngũ phục vụ và bảo trì các cung điện.
Khoản tiền này dự kiến sẽ tăng 78% lên đến 76,1 triệu bảng trong tài khoá mới chi cho nỗ lực cải tạo điện Buckingham. Nguồn thu nhập quan trọng thứ hai của nữ hoàng Anh là khu điền trang Duchy of Lancaster có từ năm 1265. Tài sản này mang lại 19,2 triệu bảng cho nữ hoàng trong năm tài chính gần đây nhất. Bà sử dụng số tiền này để trả cho các khoản chi cá nhân và chính thức. Ngoài ra, bà còn có không ít tài sản riêng như lâu đài Marlborough ở Scotland và điền trang Sandringham ở miền đông nước Anh. Đây là những địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của hoàng gia Anh. Tài sản của nữ hoàng không chỉ có bất động sản mà còn gồm một bộ sưu tập tem quý, nhiều tác phẩm hội họa và một danh mục chứng khoán. Còn phu quân của nữ hoàng, hoàng thân Philip cũng nhận được khoản tiền hàng năm 359.000 bảng để chi cho các hoạt động chính thức của ông. Trong khi đó, trên 90% thu nhập của thái tử Charles và vợ ông, nữ công tước Camilla, có được từ điền trang Duchy of Cornwall. Được lập ra năm 1337 nhằm tạo thu nhập cho người thừa kế ngai vàng. Trong năm tài chính gần đây nhất, họ thu nhập 20,7 triệu bảng từ khu điền trang này. Ngoài ra, vợ chồng thái tử còn nhận được 1,3 triệu bảng trích từ khoản tiền cấp cho nữ hoàng để chi cho chuyện đi lại và nhà cửa, cộng với 461.000 bảng từ các cơ quan chính phủ Anh. Một nửa thu nhập hàng năm của vợ chồng thái tử Charles được chi cho các hoạt động chính thức và việc đi lại, 1/4 dùng để đóng thuế, 6,6 triệu bảng còn lại được dành cho các con của thái tử, những mua sắm không chính thức và tài khoản tiết kiệm của hoàng gia. Hai hoàng tử William và Harry đều có tài sản riêng được thừa kế từ mẹ công nương Diana. Ngoài ra, họ được hoàn lại các chi phí khi thực hiện công việc nhân danh nữ hoàng. Ngoài thái tử Charles, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị còn có 3 người con và họ đều có gia đình riêng. Dù vậy, hiện không có nhiều thông tin về các khoản thu nhập của các thành viên còn lại này của hoàng gia Anh. Thứ tự kế vị ngai vàng hoàng gia Anh sau khi nữ hoàng qua đời. Vào ngày 8 tháng 9, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã qua đời ở tuổi 96 tại Scotland, Vương quốc Anh. Thái tử Charles, 73 tuổi, người đứng đầu trong danh sách kế vị, đã trở thành tân vương của quốc gia này với vương hiệu vua Charles đệ tam. Lễ đăng quang của ông dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Diễn biến này kéo theo việc hoàng tử William, 40 tuổi, công tước xứ Cambridge, con trai cả của vua Charles đệ tam, lên xếp vị trí thứ nhất trong danh sách kế vị. Con trai cả của hoàng tử William, hoàng tử bé George, 9 tuổi, lên vị trí thứ hai trong danh sách. Các con thứ hai, thứ ba của hoàng tử William xếp vị trí lần lượt thứ ba và thứ tư trong danh sách. Hoàng tử Harry, em trai hoàng tử William, xếp vị trí thứ năm trong danh sách kế vị. Theo kế hoạch tang lễ, lễ quốc tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày đến ngày 19 tháng 9. Quan tài của nữ hoàng sẽ được rước từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyrood, sau đó là nhà thờ St Giles, nơi sẽ cử hành một buổi lễ với sự tham gia của các thành viên hoàng gia Anh. Sau đó, thi hài nữ hoàng sẽ được di chuyển về cung điện Buckingham trước khi được quàn tại hội trường Westminster ở thủ đô London để quan khách và người dân trên khắp thế giới có thể đến viếng bà trong 5 ngày.